là ngay lúc này thì chúng tôi đang có mặt tại làng gốm Bát Tràng. Ta-da! Wow, to quá nha. Không gian đầy tính nghệ thuật và có cực kỳ nhiều những hoạt động hấp dẫn đang chờ đón. Nói về làm gốm thì có rất là nhiều những cái công đoạn khác nhau. Thì có khoảng tầm 5 công đoạn chính. Đó chính là đầu tiên là làm đất này. Bước thứ 2 là tạo hình. Bước thứ 3 đó là trang trí. Bước thứ 4 đó là tráng men. Và bước cuối cùng đó chính là nung gốm. Bắt đầu ở đây các bạn sẽ thấy được là các cái sản phẩm của 19 dòng họ các con cháu ngày nay, dựa trên những cái tinh hoa tinh túy của các cụ ngày xưa để phát triển lên. Và muốn khoe với các cụ rằng là con cháu ngày nay làm rất là đẹp và cũng như là phát triển rất là nhiều. Đây chính là giây phút mong chờ nhất trong ngày hôm nay. Đây là cách tạo dáng sản phẩm như là xoay. Mình ôm cục đất sét này làm sao cho nó thật tròn trong cái trải nghiệm đi. Ui giời. Đây đây đây. Đấy, bạn lại được cái tác phẩm thí dụ như là thấy cái chậu hoa. Mình có rất là tập trung này làm một cái gốm sứ thì đã quên cái bao nhiêu stress này trong công việc học tập của mình. Mà hình như các nghệ nhân cũng đã rèn luyện nhiều năm và mới có thể làm được một sản phẩm tuyệt vời như thế này. Wow. Trời, đói quá. Khi đến với Bát Tràng, người ta chỉ nghĩ đến đồ gốm thôi là không đúng. Bát Tràng là nơi mà nấu cổ tiếng vua ngày xưa nổi tiếng của đất Kinh Kỳ. Mình lại ăn những món ngon đấy trong một cái không gian vô cùng độc đáo đấy như thế này thì là mình cảm thấy ăn cái gì cũng ngon hơn đấy so với lúc bình thường. Mình rất thích trải nghiệm này. Càng đi thêm thì chúng ta càng khám phá được nhiều điều hay ho hơn nữa. Và hãy chờ đón những số phát sóng tiếp theo để khám phá Hà Nội đến để yêu.